Ban biên tập xin kính chào quý vị khán giả. Rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong 24 giờ qua. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những điểm tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Thưa quý vị, nhân quả báo ứng đang đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình khi đêm hôm qua tới rạng sáng ngày hôm nay, một cơn mưa to kéo dài suốt 9 tiếng đồng hồ đã nhấn chìm các tỉnh như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Vũ Hán, Hồ Bắc, làm cho thủ đô Bắc Kinh cùng những nơi trên ngập chìm trong biển nước. Quý vị thân mến, người ta nói rằng cuộc đời có vay có trả, luật nhân quả sẽ không trừ bất cứ một ai ác giả ác báo. Có lẽ lúc này đang ám chỉ Bắc Kinh, Trung Quốc đang gánh chịu biết bao nỗi đau hậu quả. 72 ngày đêm vừa qua thủ đô Bắc Kinh không biết đến ánh sáng của mặt trời. Nói về tội ác của Trung Quốc thì nhiều vô kể, nhưng chúng ta chỉ có thể nói đến việc mà Trung Quốc đã làm đối cả Việt Nam của chúng ta mà thôi. Chẳng nói gì xa xôi, ngay từ đầu tháng 4, khi đợt dịch mới đã bùng phát trở lại Việt Nam của chúng ta dù đang gặp nhiều khó khăn, nhưng cũng đã cử người đến thành Vũ Hán và gửi hàng hóa ủng hộ cứu giúp Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc vẫn cho tàu chiến đâm chìm tàu cá Việt Nam ngay ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Giờ đến tháng 5, chúng ra lệnh cấm đánh bắt cá ngoài Biển Đông quanh quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, ngay chính vùng biển của chúng ta. Chúng lý giải rằng những vùng biển này đang có tranh chấp và thuộc phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò mà chúng tự vẽ ra và tự thừa nhận. Chứ trên quốc tế không có một ai, một nước nào thừa nhận con đường lưỡi bò của phía Trung Quốc. Những hành vi trên của Trung Quốc là không thể nào dung tha và chấp nhận được. Trời không dung, đất không tha, cho nên mẹ thiên nhiên đấng tối cao Đức Chúa Trời được cho là tiếp tục cho những cơn mưa dữ dội ập đến phía Trung Quốc đến khi nào vỡ con đập Tam Hiệp thì mới thôi. Và đây chính là nhân quả báo ứng, hay còn gọi là nghiệp quật, đổ lên đầu chính quyền ông Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, có thể nói rằng những việc làm sai trái của phía Trung Quốc đã làm hại cho biết bao nhiêu người Việt Nam chúng ta, thiệt hại không biết bao nhiêu của cải, cuộc sống của người dân bị đảo lộn và không được ổn định. Tiếp đến là từ tháng 6 tới nay, khi mưa lũ đang hoành hành tại Trung Quốc, người dân của Trung Quốc chạy như ong vỡ tổ, nhà cửa thì bị chìm trong biển nước, ô tô, tủ lạnh, tivi, nồi cơm điện trôi lênh láng trên đường. Bởi vì đường phố của Trung Quốc bây giờ đã biến hết thành sông, thành hồ, chỉ những ngôi nhà cao 4-5 tầng thì bây giờ còn lại cái nóc và không bị ngập. Thảm cảnh kinh hoàng mà trong lịch sử chưa bao giờ xảy ra đối với Trung Quốc. Nhiều quý vị nói rằng những hình ảnh thiên tai lũ lụt của Trung Quốc chỉ có trên phim ảnh hoặc là hư cấu, nhưng thực ra nó lại đang hoàn toàn xảy ra đối với Trung Quốc ở thời điểm hiện tại, khiến cho thế giới cũng phải xót thương. Thấy vậy, chính phủ Việt Nam đã viện trợ cho phía Trung Quốc hơn 2 tỷ để phía Trung Quốc chống thiên tai, nhưng nào ngờ chúng ta lại nhận được sự đền ơn của Trung Quốc bằng việc tàu chiến của Bắc Kinh vẫn đang tập bắn đạn thật, máy bay của Trung Quốc vẫn lượn xung quanh quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa để tự uy hiếp Việt Nam. Trung Quốc vẫn chừng nào tật đấy, vẫn đem quân muốn xâm chiếm Biển Đông của chúng ta và một số nước trong khu vực. Nói thế để biết rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình là một chính quyền như thế nào và nhiều nước họ đang tránh xa Trung Quốc. Không phải bởi vì họ sợ chính quyền ông Tập Cận Bình mà ở đây họ không muốn kết giao, kết thân, không muốn giữ mối quan hệ đối với cả phía Trung Quốc nữa. Nói một cách khác, Trung Quốc đã mất lòng tin đối với cả thế giới, cho nên thế giới đã có rất nhiều nước như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Nga tuyên bố sẽ chấm dứt mối quan hệ với Bắc Kinh bởi vì họ không muốn dây dưa với Trung Quốc nữa. Kính thưa quý vị, ông trời luôn có mắt, pháp luật thì luôn bảo vệ lẽ công bằng. Trung Quốc gieo gió ắt sẽ gặp bão, Việt Nam của chúng ta nhân từ cho nên được trời và đất bảo vệ. Trung Quốc muốn chiếm miền Đông thì ông trời cho mưa lớn. Trung Quốc dùng vòi rồng phun vào tàu thuyền của nước ta thì ông trời cho vòi rồng quật đổ nhiều khu vực của Trung Quốc. Trung Quốc muốn đem con virus và vũ khí sinh học đi lây lan ra khắp thế giới thì ông trời để con virus tàn phá thành phố Vũ Hán và 31 tỉnh thành khác của Bắc Kinh. Trung Quốc muốn chiếm lãnh thổ, lãnh hải của Triều Tiên, Ấn Độ, Myanmar thì đập Tam Hiệp của Trung Quốc ắt sẽ phải vỡ. Và khi nó vỡ, nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Bản đồ của thế giới không còn tên của Bắc Kinh nữa. Như vậy thì chính quyền của ông Tập Cận Bình sẽ bị tan vỡ và bị sụp đổ. Và nhiều tội ác của Trung Quốc mà chúng tôi trong bản tin ngắn này không thể nào liệt kê ra hết được. Số tội ác trên đã khiến cho Trung Quốc nhận lại nhiều kết quả của thiên tai, dịch bệnh, khiến cho mưa lũ liên tục xuất hiện trong hơn 2 tháng vừa qua mà chưa có dấu hiệu giảm nhiệt. Điện, đường, trường trạm bị phá hủy, vỡ đê, vỡ đập. Khắp nơi, người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Còn người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, được cho là vẫn ăn sung mặc sướng, chăn ấm đệm êm, hàng ngày không quên ủ mưu đem quân đội của Bắc Kinh đi gây gổ xâm chiếm Biển Đông. Và nếu những hành động trên mà không dừng lại, thì chắc chắn Trung Quốc còn gánh chịu nhiều hậu quả về thiên tai dịch bệnh. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, cho biết mưa lũ ở Trung Quốc chưa chấm dứt,
Trung Quốc lại xuất hiện thêm một mầm mống bệnh truyền nhiễm khác. Bệnh này được cho là còn nguy hiểm hơn cả COVID-19. Nhưng phía Trung Quốc đang giấu thông tin này đối với cả thế giới, và nếu như nguồn tin trên là sự thật thì chắc chắn Trung Quốc sẽ bị lụi tàn, sẽ bị đánh sập vào tháng 12 năm nay. Và đây chính là lời tiên tri của bà Vanga nổi tiếng trên thế giới, nói rằng năm 2021 là một năm đại họa của Trung Quốc, quả đúng là không sai. Và bà còn dự đoán vào cuối năm 2023 Trung Quốc sẽ bị sụp đổ nếu như chính quyền của ông Tập Cận Bình không đối xử tốt với những nước trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là rất buồn cho phía Trung Quốc nhưng lại là tin vui cho Việt Nam. Khi vào bản tin ngày hôm qua, chúng tôi có thông tin mới nhất về cơn bão mang tên quốc tế Infa đang mạnh dần ngoài Biển Đông. Cơn bão này là cơn bão số 4 kể từ đầu năm 2023 và nó đang quần thảo phía Trung Quốc. Rất may nó không xảy ra đối với cả đất liền của Việt Nam, nhưng nó lại đang tàn phá mạnh đối với cả phía Trung Quốc. Hiện cơn bão đang vùi dập và đổ bộ vào thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều tỉnh thành khác của phía Trung Quốc. Tờ báo của Trung Quốc có tên China Morning Post cho biết Trung Quốc đang đưa ra cảnh báo màu đỏ, tức là mức cấp 3, mức độ cảnh báo cao nhất đối với cả cơn bão Infa. Báo của Trung Quốc hôm qua đưa tin về cơn bão Infa từ sáng sớm ngày hôm qua cho tới tận 12 giờ đêm. Phía Trung Quốc đã bị tàn phá nặng nề bởi cơn bão Infa, sức gió tại tâm bão lên tới cấp 16. Khiến cho tất cả các thành phố phía Nam như Phúc Kiến, Hồ Nam, Hồ Bắc và Quảng Đông, Quảng Tây cùng thủ đô Bắc Kinh chìm trong mực nước lũ. Được biết, suốt 72 ngày đêm vừa qua, Bắc Kinh không hề có ánh sáng mặt trời và liên tục hứng chịu những trận mưa to đến rất to. Nay thì cơn bão Infa lại tiếp tục đổ bộ làm cho 28 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc cùng một số tỉnh phía Đông, phía Tây, phía Bắc của nước này ngập chìm trong biển nước. Dự báo cơn bão Infa còn di chuyển đến hầu hết các khu vực ở khu biển Hoa Đông, khu vực biển Bắc và Nam Biển Đông, vùng biển của Đài Loan và một số vùng biển khác, khiến cho tỉnh Phúc Kiến, Chiết Giang bị ngập sâu tới 9 mét. Nhiều ngôi nhà cao tầng, 10 tầng bây giờ chỉ còn cái nóc. Theo nhận định của các chuyên gia khí tượng thủy văn trong nước và quốc tế cho biết, lũ lụt ở Trung Quốc trong hơn 2 tháng vừa qua đã làm cho ít nhất 158 người chết và 4 triệu người phải sơ tán khẩn cấp. Nhưng đây chỉ là một phần nhỏ của thiên tai hạn hán. Hiện, cơn bão Infa là cơn bão số 4 đổ bộ vào Trung Quốc trong vòng 2 tháng vừa qua. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung Quốc cho biết, một tin cực xấu đối với cả nước này khi vào nửa cuối tháng 8 và đầu tháng 9, Trung Quốc còn hứng chịu thêm 4 cơn bão và 15 trận mưa to khiến cho nhiều tỉnh thành của Trung Quốc tiếp tục bị ngập chìm trong nước lũ. Hiện tại thì bão Infa đổ bộ lần thứ 2 vào ven biển Trung Quốc. Theo tin bão mới nhất, Trung Quốc tiếp tục gia hạn cảnh báo bão cao thứ 2 với bão Infa sau khi bão đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang vào trưa ngày 13 tháng 7. Tân Hoa Xã đưa tin, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia, lúc 5 giờ chiều ngày 13 tháng 7, tâm bão Infa ở huyện Định Hải, thành phố Chu Sơn với sức gió cực kỳ dữ dội, 38 m/s, di chuyển về phía Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Bão Infa đổ bộ lần hai vào các khu vực ven biển, từ Bình Hồ ở tỉnh Chiết Giang đến Phố Đông ở phường Thượng Hải. Từ tối ngày 14 tháng 7, cơn bão mang theo gió giật mạnh, mưa bão đến các khu vực bao gồm Thượng Hải, Chiết Giang, An Huy và Giang Tô. Cơn bão bắt đầu tàn phá Chiết Giang vào thứ Bảy, mang theo những trận mưa chút nước, gió lớn và lũ lụt. Hơn 6 km đường ở Chu San bị ngập trong nước biển. Bộ Chỉ huy Kiểm soát Lũ lụt tỉnh Chiết Giang đã nâng cấp khả năng ứng phó khẩn cấp với cơn bão Infa lên cấp cao nhất, cấp độ 1 vào trưa ngày 13 tháng 7. Tính đến trưa ngày 14 tháng 7, khoảng 17.000 tàu cá đã về cảng trú ẩn và hơn 1,5 triệu người trên toàn tỉnh đã được sơ tán đến nơi an toàn. Chiết Giang đã mở cửa 12.000 cơ sở tạm trú cho công chúng. Tại siêu đô thị lân cận của Thượng Hải, bão Infa đã quật ngã hơn 1.000 cây và gây ngập úng ở một số nơi vào trưa ngày 14 tháng 7. Hơn 2.000 đội cứu hộ trong thành phố đã túc trực. Tàu điện ngầm Thượng Hải vào trưa ngày 14 tháng 7 đã thông báo ngừng dịch vụ trên một số tuyến, tất cả các chuyến bay đến và đi tại sân bay quốc tế Phú Đông và sân bay quốc tế Hồng Kiều của Thượng Hải đều bị hủy. Khoảng 360.000 người ở Thượng Hải đã được sơ tán và hơn 1.700 tàu thuyền đã quay trở lại các cảng. Cũng như vào ngày 14 tháng 7, Ủy ban Quốc gia về giảm nhẹ thiên tai và Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết phản ứng khẩn cấp cấp độ 4 để cứu trợ thiên tai đã được đồng khởi động đối với các khu vực gồm thành phố Chu San, Thiệu Hưng và Ninh Ba. Các đội công tác được điều động trước đó đến khu vực bị ảnh hưởng sẽ trở thành lực lượng cứu hộ thiên tai tại chỗ để kiểm tra thiệt hại và cung cấp hướng dẫn cho các cơ sở địa phương. Bộ cho biết do lũ lụt nghiêm trọng ở tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc và Cục Dự trữ Chiến lược và Lương thực Thực phẩm hôm qua 14 tháng 7 năm 2023 đã phân bổ thêm nguồn cung ứng cứu trợ thiên tai cho tỉnh này.
Ngoài ra, chính quyền Trung Quốc cũng ban bố báo động đỏ về khả năng xảy ra lốc xoáy trên núi có nhiều nơi trên cả nước. Từ 8 giờ tối ngày 14 tháng 7 đến 8 giờ tối ngày 15 tháng 7, các khu vực phía đông và tây bắc của tỉnh Chiết Giang rất dễ xảy ra thảm họa núi lửa, theo báo động đỏ do Bộ Tài nguyên nước và Cục Khí tượng Trung ương Trung Quốc đồng ban hành. Các khu vực đông nam của tỉnh An Huy cũng có khả năng hứng chịu những trận lốc xoáy trên núi trong thời gian này, các nhà chức trách cho biết trong một cảnh báo màu cam. Các cơ quan này khuyến cáo chính quyền địa phương gia tăng giám sát thời gian thực và cảnh báo lũ lụt. Và liên quan tới tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng như tình hình lũ lụt bão tố ở Trung Quốc hay tình hình kinh tế chính trị xã hội trên toàn thế giới, chúng tôi liên tục cập nhật và gửi cho quý vị vào các bản tin kế tiếp do thời lượng chương trình có hạn. Ngày hôm nay chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Kính chúc quý vị có một ngày tràn đầy sức khỏe và vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu như có đóng góp cho chương trình, quý vị hãy để lại những bình luận phía dưới của video để đội ngũ của chúng tôi kịp thời giải đáp.